Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày rất quan trọng trong lịch âm của người châu Á. Tết Nguyên Tiêu, đêm trăng sáng đầu tiên của một chu kỳ xuân mới, ánh trăng chiếu sáng khắp miền hạ giới sau một mùa đông dài tối tăm, lạnh lẽo. Tết Nguyên Tiêu cũng được cho là đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chơi để bắt tay vào công việc cho một năm mới tùy thuộc vào văn hóa tín ngưỡng của mỗi vùng miền. Ngày rằm tháng Giêng trong dân gian khác nhau nhưng mang ý nghĩa lớn nhất là cầu phúc. Rằm tháng Giêng cũng là một trong bốn ngày rằm lớn nhất năm mà người Việt, đặc biệt là Phật tử thường viếng chùa lễ Phật cầu gia đạo bình an, tài lộc. Lễ ngày rằm tháng Giêng cầu sức khỏe, bình an, tài lộc trở thành một trong những nét sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, cách đón rằm tháng Giêng cũng có nhiều thay đổi nhưng đa số mọi người vẫn thường đi lễ chùa và giải hạn nhằm cầu mong sự phù hộ của trời Phật để có một năm an lành, phát đạt. Rằm tháng Giêng là ngày đẹp nhất trong năm. Không phải ngẫu nhiên tập tục coi ngày rằm tháng Giêng là ngày đẹp nhất trong một năm. Coi lễ vật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Nó tồn tại với tinh thần cao cả và với vẻ đẹp thiêng liêng ăn sâu vào lòng người dân Việt. Trong cuốn Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, năm 1996, nhà nghiên cứu văn hóa Toàn Ánh cho rằng, tục ta tin rằng ngày rằm tháng Giêng, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các Phật tử. Theo đó, lễ Thượng Nguyên còn có một cái tên cũ hơn là Tết Trạng Nguyên. Vào ngày nay, nhà vua hội họp với các ông trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Nguyễn thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Tết cũng có một tên gọi khác là Tết Nguyên Tiêu. Dịp này, ban đêm ở kinh thành xưa và các nơi có trăng đèn, một số nơi có bơi thuyền, một số nơi khác có nhiều trò vui như đánh gươm, nhảy múa. Cưỡi ngựa có nhiều nguồn gốc khác nữa, nhưng theo tác giả Toàn Ánh, dân ta làm lễ Thượng Nguyên vì lòng tôn kính chư Phật, đồng thời có cúng gia tiên, thổ công và thần tài. Ở cuốn Đỉnh Nam Bộ Xưa và Nay, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, năm 2018, hai tác giả Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tưởng cho rằng lễ cúng rằm tháng Giêng cùng với lễ cúng vào rằm tháng 7 và tháng 10 đều nằm trong lễ cúng Tam Nguyên. Các lễ này có nguồn gốc từ lễ nghi nông nghiệp, về sau được Phật giáo đồng hóa theo lễ sắc vọng hàng tháng. Theo đó, lễ Thượng Nguyên là ngày vía Thiên Quan Đại Đế, lễ Thiên Quan Tứ Phước để tạ ơn vị thần này đã làm cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, và là ngày cầu phước, cầu tài lộc và cầu bình an. Những điều kiêng kỵ trong ngày rằm tháng Giêng mọi người có thể tham khảo để có được may mắn cả năm. Không để bàn thờ bụi bẩn, trước khi cúng rằm tháng Giêng, các gia đình cần lau chùi, dọn dẹp bàn thờ gia tiên cho sạch sẽ. Nên thắp một nén nhang khấn xin thần linh, tổ tiên về việc lau dọn. Tuyệt đối không xê dịch bát hương trong quá trình lau dọn bàn thờ. Các vật phẩm cúng được bày biện gọn gàng, đúng thứ tự, tránh đổ vỡ. Kiêng mâu thuẫn bất hòa, trong ngày rằm tháng Giêng, mọi người trong gia đình tránh mâu thuẫn, sống chan hòa, vui vẻ. Cha mẹ cũng không nên để con cái khóc lóc nhiều trong ngày này. Không nên đi đến những nơi có nguồn âm khí nặng như mồ mả, nơi hoang vu. Rằm tháng Giêng được cho là ngày có âm khí mạnh, không nên ra ngoài sau 10 giờ tối. Không nên để thùng gạo trong nhà trống rỗng, kiêng cho vay tiền trong ngày rằm tháng Giêng. Không được mặc quần áo rách, bởi theo quan niệm của người xưa, mặc quần áo rách sẽ bị vận rủi đeo bám. Trong ngày rằm tháng Giêng, gia chủ không nên sát sinh, giết thịt gà vịt để tránh vận xui, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Không nên nói điểm gở trong ngày này. Không nên ăn các đồ ăn như thịt chó, thịt mèo, thịt vịt. Kỵ trang trí nến, nên trang trí bằng đèn thay vì nến. Ánh nến lung linh, mờ ảo có thể rất lãng mạn nhưng lại không hề tốt lành vì nó tượng trưng cho tang sự, điểm xui xẻo, cái chết. Kiêng không cắt tóc, nhổ răng. Người xưa thường nói rằng cái răng cái tóc là gốc con người, nên trong ngày này bạn không nên cắt tóc, nhổ răng để bảo vệ sức khỏe của mình.